Nếu anh chị đang có ý định tìm một cái chậu tác phẩm có khuôn hoa đẹp nè, màu sắc rực rỡ nè, thơm nè và bụi lùm thì Ben chính là sự lựa chọn cho mọi người. Đây là một cái chậu Ben tác phẩm mà em đang tìm được cho các anh chị mình để ai có ý định muốn làm quà tặng hoặc là mình chơi Tết ha. Một chậu Ben tác phẩm cực kỳ đẹp luôn các anh chị, với nhiều hướng khác nhau. Và đặc biệt đây là lô Ben trồng một cốt nha. Có nghĩa là từ một cái chậu nguyên thủy, không có ghép thêm vài chậu nữa, chỉ một chậu thôi và hướng rất là lùm. Hầu hết những cái chậu này tầm khoảng 50, khoảng 10 thân đổ lên các anh chị. Và đặc biệt rất là nhiều vòi, hàng thuần thang cho mình. Và hiện tại cây đang bám rễ rất là khỏe. Mình có thể quan sát thêm là trên cái chậu tác phẩm này, rễ lan nó đã bám kín thành chậu luôn. Và đầu rễ xanh, đầu rễ non ra rất là nhiều. Ben Soda thì lại là một cái dòng nắng quen thuộc với những anh chị nào yêu thích sưu tầm. Bởi vì xét về hương thơm nè, Ben Soda là đứng đầu nè. Xét về màu sắc thì màu sắc của Ben nó có hai màu pha trộn với nhau là vàng và lưỡi đỏ, cũng cực kỳ nổi bật luôn. Đây là một cái màu rất là phong thủy, thích hợp cho những anh chị nào mình chưng trong những ngày Tết. Vừa thơm vừa đẹp, chậu lùm thuần thang. Nhưng với chậu tác phẩm này em gửi tới cho mọi người chỉ có 450 ngàn thôi, mình được bao phí ship. Ngoài việc chọn những cái vòi hoa nhiều vòi như thế này, tầm khoảng 4 vòi đổ lên, các anh chị nào mình ở xa, em có thể lựa cho mình những cái chậu tác phẩm vừa hàng lá ha, hoặc là đang nhú vòi nhỏ để anh chị mình nhận cây an toàn. Riêng những anh chị thích bụi lùm thì em sẽ tuyển chọn cho mình những cây như thế này. Nếu nó lùm thì nó sẽ chưa có được cao, thì những cái lứa thân tiếp theo thì nó sẽ phát triển tiếp tục cao hơn. Với một cái chậu Ben Soda thiết kế thuần thang to bự như thế này, các anh chị mình có thể trồng lâu, đạt đỉnh của nó có thể tầm khoảng 1,5 m đến 2 m. Thì một chậu tác phẩm này mọi người về mình chỉ việc mình treo lên ha, hoặc là mình có thể để lên những cái đế gỗ để cố định thì cây nó sẽ phát triển rất là khỏe.